Bầu Đức đòi giải tán Hoàng Anh Gia Lai, bỏ V-League 2023 khi bị tuyết còi tài trợ. Ít ngày trước khi mùa giải 2023 khởi tranh, Hoàng Anh Gia Lai thông báo tìm được nhà tài trợ mới thay thế cho thương hiệu cũ với sự hồ hởi khá lớn sau quãng thời gian u ám vì lực lượng biến động. Thế nhưng vào ngày 18 tháng 1, VPF gửi công văn yêu cầu và đề nghị Hoàng Anh Gia Lai không được sử dụng hình ảnh quảng cáo của nhà tài trợ mới trong các hoạt động liên quan tới giải đấu nhằm đảm bảo quyền lợi cho nhà tài trợ V-League, cũng là một nhãn hàng nước tăng lực. Sau khi nhận công văn, Bầu Đức phát biểu với truyền thông khi cho biết VPF không đồng ý quảng bá cho nhà tài trợ thì chúng tôi nghỉ chơi. Chuyện này rất đơn giản, Hoàng Anh Gia Lai có quyền lựa chọn chơi hay nghỉ tham dự mùa tới. Ông cũng cho rằng VPF làm như thế là không đàng hoàng, thời buổi này kiếm nhà tài trợ làm gì dễ dàng, chưa nói chúng tôi ký kết hợp tác thương mại toàn diện chứ không phải riêng bóng đá. Trước phản ứng trên, phía Hoàng Anh Gia Lai cũng đã gửi công văn phúc đáp cho VPF tạo điều kiện cho Hoàng Anh Gia Lai hợp tác với nhà tài trợ mới. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!